Hello, các bạn chơi game thì các bạn nên để ý ở trong cái những cái gói quà của shop đưa ra ở trong cái sự kiện các bạn nhé. Đây thì các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ được nhận những cái món quà này. Thì mình đang nhận những cái món quà này. Đây mình được cái khung viền này. Đấy, kéo vào đối luôn cái khung viền này. Đây mình nhận mảnh này, mình ghép nhá. Để vào xem nào, cài đặt luôn xem cái khung viền này có không nào. Vào xem khung viền nào anh em ơi. Avatar viền này. Đấy, viền anh em ơi, đẹp luôn, sử dụng luôn anh em nhá. Chất lư luôn. Đấy, có ngay cái khung viền mới luôn. Đấy, sau khi đã cài đặt xong, nhận xong những cái phần quà của Gaiana nó gửi tặng cho những sự kiện hoặc là những như là nhiệm vụ này. Thì mình vào mình cài cái khung viền của mình luôn. Bây giờ mình quay ra mình gấp đội nhá. Và ngày hôm nay lại tiếp tục mình sẽ mang đến OK, vậy là trận đấu ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Natalia anh em ạ. Đang sẽ băng mà. Trận đấu ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Natalia đi mid anh em nhá. Đây là một vị tướng phép cực kỳ khó chịu luôn. Và vậy là mình chưa có bộ trang phục này nào của Natalia này. Ôi Alan ơi, tao xin mày đấy Alan. À Phương nó xem rồi. Vâng, vậy là team mình có Zoom, Theonat, Alan, Natalia, Triệu Vân. Team bạn có Malok, Triệu Vân, Zoom, Tulen và Alice. Wow, ôi, team bạn đúng là team nhà giàu luôn anh em ơi. Nhà mình thì nghèo quá, không qua được mỗi Theonat cái bộ trang phục giả hộ thôi. Không ngoài bộ trang phục nào, team bạn thì toàn những bộ trang phục ghê gớm luôn. Nhưng mà kênh nó kênh bọn em làm à? Mấy trăm triệu? 300 triệu. À, cái thằng Tulen này lão quá cái Tulen này. Lao qua đấy Tulen ơi. Đó, Triệu Vân theo bạn này. Ủa, gặp tên bạn yếu rồi anh ạ. Ủa, gặp tên bạn yếu rồi. Gặp tên bạn yếu rồi. Ăn ngay mạng đầu tiên anh em nha. Ăn ngay mạng đầu tiên luôn. Nhưng có cơ hội đóng không? À, thằng Tulen này. Đây, thằng Tulen này. Cho mày giật điện, cho mày giật điện này. Cho mày giật điện này. Điện điện anh bây giờ có tác dụng gì? Quá sành quá mạnh rồi. Nào, chiến tiếp nào. Tulen đâu? Tulen đâu đây? À, gặp ngay thằng Malok đây nè. Gặp ngay thằng Malok đây nữa anh em ạ. À, đi đây anh em ơi. Đi đây anh em, Malok nào. Malok này nó chạy quái thế nhỉ. Tulen này, Tulen, Tulen của chúng tôi này. Malok. Malok quá. Có ulti chậm quá nên không ăn được mạng nha. Hỗ trợ rồi.
Trời ơi, cái thằng Triệu Vân trừng trị anh em ạ, lao thế, nó không nhường bùa cho mình, không nhường bùa cho mình, không nhường bùa cho mình. Úi rồi thằng này lướt nhanh quá, thằng này lướt nhanh nhá, lướt không nhanh oảng luôn vào đấy luôn đi. Hay quá rồi, tay mình chơi hay quá anh em ơi. Lại là một trận đấu nhàn anh em ạ. Trận đấu hôm trước nhàn, trận đấu hôm nay cũng nhàn luôn. Trận đấu hôm nay cũng nhàn luôn anh em ơi. Chạy đâu con trai, chạy đâu con trai, chạy đâu con trai, chạy đâu con trai. Úi giời, ulti mất máu chưa, mất khá là nhiều máu rồi anh em nha. Zoom đây mạng này, cái tầm zoom bây giờ, cái tầm zoom bây giờ chỉ được có mấy cái bắn anh em, hai cái ulti thôi, hai cái dính chung một thôi là quẳng luôn. Đấy, rồi Alice oảng chưa, Alice oảng chưa, quá đáng sợ cấp luôn. Zoom lại oảng anh em ạ, zoom lại lên sàn anh em ạ, zoom lại lên sàn. Đấy, cứ bùa anh em nha, cứ bùa màu xanh này anh em. Đấy này là nhàn quá rồi. Mất máu đây anh em ạ, chỉ cần vứt chóng là như vậy thôi. Tên bạn cũng biết đường ăn cây sơ chứ đùa anh em, tên bạn cũng biết đường ăn cây sơ đấy chứ, đùa đâu. Mạnh quá rồi, trời ơi. Hôm nay đánh đấm bên này khỏe quá rồi. Malok cũng sổ rồi, Malok ulti cơ. Ulti gì đấy Malok. Khỏe thật sự anh em ạ. Đây, Triệu Vân. Cứ dồn lại, cứ gần lại mà đánh anh em ạ. Với vị tướng Natalia này cứ gần lại mà đánh, không có gì mà phải chạy xa làm gì, cứ gần mà đánh anh em ạ. Nào, chiến tiếp thôi anh em. Úi trời ơi, đau chưa, Tulen. Úi trời ơi, Tulen kìa. Các bạn bây giờ ra đầu trên đây anh em ạ. Ra đầu trên đây, ra đến đầu chết đến đấy chứ. Ra đến đầu chết đến đấy cho anh em. Khỏe quá rồi. Giờ đã ăn nhiều mạng quá, là khỏe quá, ông không muốn ăn mạng thêm bạn, có thêm bạn hơn nữa anh em ạ. Cái thằng Alan này, mày có cần bùa đâu, mày có cần bùa đâu mà mày cứ ăn bùa. Khỏe quá, mới phút thứ 6 rồi anh em. Malok. Đây Malok ơi, Malok các bạn ơi. Úi dồi, chạy mà không chạy được anh em ạ. Chạy cũng không chạy được chứ đùa đâu. Malok cũng muốn chạy cũng không chạy được anh em ạ. Ủa, Triệu Vân đây bạn lại chết rồi. Triệu Vân đây mình khỏe quá. Bởi mình ăn 27 mạng anh em nhé. Một mình ăn được 8 mạng rồi, hỗ trợ 4 mạng.
Ôi ôi đánh cứ trúng như thế thì đây cứ trúng hồ chiêu anh em ạ, cứ trúng hồ chiêu, cứ trúng hồ chiêu thôi, trúng hồ chiêu anh em nhá. 11 mạng nâng tỷ số lên nhanh quá anh em. Bây giờ tem bạn như là trúng choáng của mình thôi là đủ nhọc rồi đấy, trúng choáng của mình thôi là đủ nhọc rồi. Ôi tem mạng đây, ôi lém mạng lém mạng, ôi ơi chưa kịp ra thì tem mạng tem mình đã ăn hết mạng rồi còn đâu nữa, tem mình ăn ăn nhiều quá đấy. Ôi anh em ơi rút đi anh em ơi, gần thả choáng nữa cơ. Nào ôn đi nào. Ôi ôi ma lốc này, ma lốc hai cái bắn này anh em ạ, chỉ cần trúng là lên sàn ngay. Cái các bạn mà đánh trúng mục tiêu nhá, đấy trúng vào đúng trúng mục tiêu luôn đấy, trúng chính diện luôn đấy thì các bạn sẽ được hồi luôn cái chiêu một nhá. Còn nếu các bạn có trúng quẹt co thì các bạn cũng không được hồi chiêu nhanh như vậy đâu, không được hồi chiêu nhanh như vậy đâu. Lại trận đấu win nữa, nhàn quá rồi. Cứ chơi như thế này thì nhanh lên hạng lắm anh em. Nhưng mà đúng là thì những cái rank thấp này cũng dễ anh em nhé. Những cái rank thấp này nó cũng dễ hơn là những cái rank cao. Nên là dễ là cũng đúng thôi. Thường thường thì đánh những cái rank thấp này thì hay gặp máy lắm anh em. Ok, vậy là video ngày hôm nay mình lại kết thúc rồi anh em ạ. Lại phải hẹn các bạn ở video tiếp theo rồi. Nay mình xin phép dừng tại đây. À, một lần nữa cho mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn nhé, trong thời gian dài vừa qua luôn đồng hành ủng hộ cho những video của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúc bạn xem video mình vui vẻ nha, lên sao lên hạng nha. Bye các bạn, bye bye.